Mới lần đầu gặp thôi mà đã muộn rồi. Giờ thì tôi đến rồi. Đây chính là đối tượng xem mắt today. Chẳng biết kết cấu như thế nào, but bao bì cũng ổn đấy. Mọi người follow tôi để xem tôi làm gì hi nhá. Cô ơi, cô là Trà My à? Exactly. Cô ơi, tôi đã chờ cô hơn một tiếng đồng hồ rồi đấy. Sorry baby. Anh chính là bride của tôi hôm nay đúng không? Đúng vậy. Style chỗ này quả thật rất là best, you know. Ở nước ngoài too much hơn ở đây rất là nhiều. Đất nước của chúng ta ấy vẫn đang trên đà phát triển mà. Cô không thể nào nói vừa đốt cả nắm như thế được. Anh chưa từng ra nước ngoài à? Nó rất là beautiful. Ở đây làm sao mà beautiful như ở nước họ được. Thôi rồi, bây giờ cô muốn uống gì? Hồng trà hay là trà xanh? Cái gì mà hồng trà hay trà xanh? Tôi chỉ uống red wine thôi. Cô ơi, chúng ta có thể dừng cái kiểu nói chuyện này được không? Dùng tiếng Việt rõ ràng đi. Nói chuyện kiểu này tốn sức lắm. Excuse me. Xem ra chúng ta không cần speak nữa rồi. Rào cản ngôn ngữ khá là bất tiện đấy. Tôi phải công nhận đấy. Nước ngoài đã nuôi dưỡng cô rất tốt đấy. Of course. Từ nhỏ tôi đã uống water, ăn stick của nước họ, đi học scone là xe Porsche. Cách nuôi dạy của họ rất hay đấy, làm cho cô giống hệt họ, tự cao, tự đại, không có ai ra gì cả. Người không ăn được nho thì lại nói là nho chua. Người đang ở thành phố đang phát triển thì làm sao mà so sánh được với những người ở thành phố đã phát triển. Cô về với nước ngoài của cô đi. Đàn ông đất nước chúng tôi ấy, dù có ế vợ đi chăng nữa ấy, thì không lấy loại người như cô đâu. Huống chi là anh trai đây đã là hoa đã có chủ. Mà trưởng phòng nói rằng là anh ấy đi gặp đối tác để hỗ trợ kinh doanh. Thế rốt cuộc cô là ai đấy? Này, sao tự dưng cô ở đâu ra mà xuất hiện một cách tuyệt vời đấy? Có thấy cảm kích không? Dạ có ạ. Mừng, mừng rớt nước mắt luôn đây này. Tôi đang không ở giữa cái đoạn gọi là nói đạo lý, giảng dạy cho cô ta một bài học. Thì đang lại suy nghĩ lại là nếu như làm như vậy giữa bao nhiêu con người ở đây, xong rồi lại còn trên sóng live stream đó, thì có vẻ hơi quá. Tôi lại cảm thấy mình cứ để yên, để cho cô ta làm nhục cụ thể của mình là không được. Đang định làm gì đó thì tự dưng cô xuất hiện, cứ như một cách gọi là thần giao cách cảm đấy. Đâu có đâu. Tôi ấy là đang đi mua đồ cho văn phòng, tự nhiên khát nước quá đi ra đây định gọi chai nước. Ai dè thấy những cái điều mà không muốn thấy. Này, nhưng mà thực sự là tôi không phải là đi xem mắt thật. Tôi biết gì đâu, chẳng qua là tôi đoán mò thôi mà. Đoán mò á? Đoán mò mà sao biết rõ chuẩn đấy nhở? Cô là quỷ à? Anh là quỷ thì có ấy. Chả qua là tôi thấy anh Hải bảo là anh đi gặp đối tác, mà đối tác là nam hay nữ, gặp ở đâu thì tôi cũng đâu có biết đâu. Vô tình đi ngang qua, thấy tình thế như thế thì tôi nói bừa mấy câu, ai dè đoán trúng. Cái gì đâu. Này, tôi thấy cô nhá, không những giỏi đâu mà còn rất là thú vị đấy. Này, tôi không phải là ong đâu mà nghe được mấy cái lời đường mật đấy nhá. Thì mà này, tự dưng giờ tôi mới nghĩ lại nhá, thế không lẽ là do trưởng phòng Hải cố tình cài cái cô Trà My, excuse me đấy vào để chọc quê tôi đấy à? Thì rõ ràng quá còn gì. Nhưng mà tôi đã không hiểu tại sao anh ta lại làm như thế. Hay là
anh ta biết rằng tôi đang giấu miếng mồi ngon nên là giận quá, hóa hành động, làm như vậy luôn để cho tôi quê bẽ mặt trước mặt bao nhiêu người. Cũng có thể là như thế. Mà này, miếng mồi ngon anh nói, anh đang chỉ tôi đấy à? Cô bảo cô khát nước đúng không? Được rồi, để cảm ơn cô. Tôi đi lấy nước cho cô nhá, mua hẳn mấy cốc luôn. Mà này, định chạy tháo thân đấy à? Đứng lại, kiếm anh. Chúc mừng cô ngày đầu nhận viện thuận lợi. Chúc mừng thì phải bắt tay để tỏ rõ thành ý chứ. Cô đã gặp cấp dưới của mình chưa? Ý ông bảo là cái con nhiều chuyện Linh Tú đấy á? Tôi thấy là cô với là cô ta ấy, có vẻ là có duyên sâu đậm phết ấy. Vậy thì theo ông ấy, tôi có nên cho người thương của ông sống dở chết dở hay không? Ủa, tôi tưởng là một người không sợ trời, không sợ đất như cô là không biết nể nang của ai chứ. Dù có ngang bướng đến đâu ấy, thì tôi cũng tự biết phân định tốt xấu để mà tồn tại trong xã hội này. Dạ là thế. Ông nói thế là có ý gì? Mặc dù cô không hoàn thành mục đích của tôi, nhưng chuyện giữa tôi và cô giao kèo, tôi vẫn chơi đẹp. Như thế mà hợp tác lâu dài được chứ. Cái việc đấy tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà ông cũng thấy rồi đấy, tự nhiên cái con dở hơi đấy chui đâu ra phá đám, chứ có phải là tôi không hoàn thành đâu. Thế cho nên là ngày hôm nay cô mới có cái ghế quyền trưởng phòng hành chính nhân sự mà ngồi đấy. Nhắc đến đây tôi lại cảm thấy không vui rồi đấy. Tại sao không phải là ghế trưởng phòng mà chỉ là quyền trưởng phòng? Này, cô biết là để cô ngồi vào ghế đấy tôi đã vắt óc suy nghĩ như thế nào mới loại bỏ cái thằng trưởng phòng cũ ấy được không? Không cảm ơn ở đấy mà phàn nàn. Thì tôi cũng chỉ tiện mồm tôi nhắc thế thôi, chứ tôi có phàn nàn gì đâu. Nói chung ấy, từ bây giờ cứ ngoan ngoãn nghe lời tôi, làm cho tôi hoàn thành mục đích đấy, rồi ghế trưởng phòng sớm muộn cũng thuộc về cô thôi. Tất nhiên là phải theo ý ông rồi. Chỉ là một chức trưởng phòng còn con thôi, tại sao người ta có thể lộng hành thế được? Trưởng phòng còn con cái gì? Này, cái chức trưởng phòng còn con của anh ấy, chỉ cần búng tay một cái thôi là anh đã mất việc như chơi rồi đấy. Ô này, thật là lợi hại như thế sao? Chả lợi hại thì sao? Không lợi hại mà anh ta lại khiến một trưởng phòng nhân sự bị đuổi ra khỏi công ty vì cái tội là bán bí mật cho công ty đối thủ à? Nhưng mà hơi vô lý nhá. Nếu như có bán thì phải là trưởng phòng kinh doanh chứ, tại sao lại là trưởng phòng nhân sự được? Vậy mới nói. Mà giám đốc đâu? Tại sao không điều tra rõ ngọn ngành cái việc đấy, lại cứ nghe xong rồi vội quy kết như vậy à? Sai. Dù là đổ vấy cho người khác đi chăng nữa ấy, nhưng mà họ có những cái kết luận rất là chặt chẽ để buộc tội người khác. Thế nên là họ mới phải rời khỏi công ty một cách ngậm đắng nuốt cay như thế đấy. Cô nói đến bọn họ. Như vậy có nghĩa là còn có phần của cả giám đốc nữa. Những cái chuyện mà tiêu cực ấy, hay là kết bè kéo phái ở trong công ty ấy, nó diễn ra rầm rầm luôn, không còn là cái chuyện riêng tư nữa rồi. Nhưng mà tại sao cái chuyện nhức nhối như vậy mà cô kể chuyện cảm giác tôi thấy cô cứ như kiểu chuyện thường ngày ấy nhỉ? Thật là khổ thân cho một thực tập sinh mới vào chưa trải sự đời. Thế rồi chả nhẽ ở trong cái công ty này lại không có đủ bất cứ một ai đó đủ dũng cảm để có thể tấu vấn đề này về tổng công ty à? Nước xa không cứu được lửa gần. Thế nên ý là làm việc trong công ty này ý, phải giữ mồm giữ miệng thì mới lo yên thân được, đi chưa? Thương thay cho trưởng phòng cũ của tôi, có nhảy sông Hoàng Tuyền cũng không rửa sạch được tội lỗi. Đã thế, bây giờ lại có thêm một sinh linh bé nhỏ tội nghiệp như anh nữa. Này, này! Làm gì hớt ha hớt hại? Đi đâu mà vội mà vàng đấy? Tôi vừa đi ra ngoài có chút việc. Muốn về văn phòng mà phải hớt hải như thế? Thì phải về làm nốt việc chứ. Chán lắm, cứ về văn phòng là nhìn thấy mặt của mụ Bảo Linh đấy là tôi đã thấy ghét rồi. Sao? Suốt ngày xếp xiếc rồi mà nói xấu người khác này, mở mồm ra là hạch sách người khác. Chán lắm, này nghe nghe. Này, cái tập tài liệu này làm lại đi. Chả có lý do gì cả, chỉ là vì tôi không thích nên mọi người phải làm lại. Thế á? Xong là suốt ngày
chồng tôi thế này, chồng tôi thế kia. Nghe, điển hết cả người. Ông bực mình với bà ta lắm à? Đúng rồi đấy, thế còn bà thì sao? Tôi thì thấy cô ta cũng bình thường mà. Lúc mới vào công ty ấy, thì có vẻ hơi hành sách một tí. Nhưng mà làm lâu rồi thì cũng thấy chị ta dễ chịu. Thôi thôi thôi, dễ chịu cái gì. Mà tôi nói nhá, đấy là việc của bà. Còn về tôi ấy, là tôi xác định là tôi không nhìn mặt bà ta nữa rồi. Hầm, đi về làm việc đi. Ừ, không tí nữa bị ăn chửi. Tú Linh này, tôi nhờ chút. Chị có việc nhờ em ạ? Tài khoản ngân hàng của tôi bị trục trặc một chút, nên là tôi nhờ chuyển vào tài khoản ngân hàng của cô đấy. Bố mẹ tôi dưới quê gửi lên cho ít tiền để cọc tiền nhà, cô kiểm tra giúp tôi với. À vâng. À, đây có tiền rồi đấy chị này. Chị có cần em chuyển lại cho chị luôn không? À, tao làm tôi giúp cũng được. À, vâng ạ. Thế cô đi làm việc của cô đi. Dạ. Này. Cô ta lại vay tiền cô đấy à? Anh nghĩ gì? Phú ông mà lại đi vay tiền bần ông ạ? Người nhà chị nhờ chuyển ít tiền, tí nữa tôi rút hộ ấy mà. Ồ, việc gì vậy thế? Thì không biết là thẻ ngân hàng của chị bị làm sao ấy. Chắc là trục trặc gì. Nói chung ấy, là đối với những loại người như cô ta ấy, cô vẫn nên có sự cảnh giác ấy. Tôi là tôi không tin cô ta lắm đâu. Mũi chó nhà mà lại cứ tưởng là chó sói à? Chỉ những cái người ở trên cao như chủ tịch ấy thì may ra mới đánh hơi đúng được thôi, chứ còn anh thì dẹp đi. Ý cô là tôi cả đời này cũng không bao giờ leo lên được chức chủ tịch ấy hả? Đâu có, nếu mà anh đi ngủ ấy thì chắc là có thể đấy. Được rồi, để rồi xem nhá. Để rồi xem cái con chó nhà này nhá, đánh hơi mù như thế nào nhá. Cũng chờ đấy. Ông cũng thấy sao kê rồi đấy. Tôi phải nhờ có mối quan hệ của tôi thì mới có được. Là cái số tiền đấy, con Linh Tú phải đi đêm với đối tác, họ mới chuyển vào tài khoản của nó đấy. Linh Tú chỉ là một lễ tân thôi mà. Nhưng mà chẳng phải là trước đây nó cũng là nhân sự của phòng ông gì? Thì sao? Thì nó có sẵn mối quan hệ với đối tác rồi, cộng thêm nghiệp vụ phòng hành chính nữa. Bây giờ ấy, kết hợp hai cái đấy lại là nó ăn hợp đồng phía sau rồi. Cô làm sếp cái kiểu gì mà để lính qua mặt cũng không biết hả? À, nếu mà không nhờ tôi đi vòi với bọn họ không nói là chia tiền sòng phẳng làm sao biết là mình qua mặt. Thông minh như ông ấy còn bị nó qua mặt cơ mà, huống chi gì là tôi. Thế bây giờ ông định tính sao về số tiền đấy và con Linh Tú? Đây là tiền bẩn, không tiện để truy cứu. Nhưng tội chết thì miễn, tội sống khó tha. Từ giờ về sau, cô nhớ để ý chăm sóc con Linh Tú cho nó cẩn thận. Tôi hiểu rồi. Chị cho gọi em ạ. Em rút đơn xin nghỉ việc lại đi. Chị không đồng ý cho em nghỉ việc đâu. Ơ, sao lại thế ạ? Đang yên, đang lành, tự nhiên sao lại nghỉ việc? Em cảm thấy công việc ở đây rất là vụn vặt và không đúng chuyên môn của mình. Thế nên là em... Chị bảo này, có phải em tìm được chỗ khác tốt hơn rồi không? Vâng. Thú thật với chị là cũng có công ty khác mời em với mức lương cao hơn. Và em làm được đúng công việc chuyên môn của mình hơn ạ. Tuổi trẻ bọn em cũng không mong đợi gì hơn ngoài mức lương mong muốn ạ. Bên đấy họ trả em bao nhiêu? Chị sẽ đề xuất công ty trả gấp đôi bên họ. Bây giờ chỉ cần em ở lại với chị thôi. Chị đừng thế ạ. Hay là em có yêu sách gì nữa, em nói luôn đi, chị chiều em hết. Chỉ cần em ở lại với chị thôi. Trong công ty này chỉ có mình em bầu bạn với chị. Ai cũng xa lánh chị cả. Nhá, thương chị ở lại với chị nhá. Ý em đã quyết rồi. Em tôn trọng quyết định của em. Còn mọi người, nếu mà đã xa lánh chị thì chị cần xem lại cách sống của mình. Em thấy là mọi người cũng gần gũi lắm. Em chào chị. Ơ,
Wow, không thể ngờ được cô lại có thể khiến cho một cái người mà lúc nào cũng kiêu ngạo như thế năn nỉ ỉ ôi cô ở lại. Sao bây giờ chắc là đang cảm thấy là kiểu mình đã có cái thành tựu gì to lớn đúng không? Nghe thấy hết rồi à? Nghe thế thôi, cũng khỏi nghe lén đâu nhá. Với lại tôi cũng chỉ là tình cờ đi ngang qua, thấy hai người nói chuyện thì tôi nghe vậy thôi. Nghe lén thì bảo là nghe lén, anh lại còn ngụy biện làm gì? Này, tôi đã bảo tôi không nghe lén là không nghe lén nhá. Ừ. Mà nhá, cô sắp nghỉ rồi, không thể nào mà phát cầu lương cho tôi để thưởng thức nốt hay sao? Tại sao tôi phải ngọt ngào với anh? Bộ tôi với anh thân nhau lắm à? Này, cái Tú Linh ấy, lúc này không biết xấu hổ. Làm lễ tân mà đòi tăng lương. Không cho tăng thì ngoe ngoải bỏ việc. Lễ tân thì cũng như bao bộ phận khác thôi. Tú Linh không thể nào vô lý vô cớ đòi tăng lương đột xuất như vậy được. Thì hóa ra anh bảo tôi nói dối à? Tú Linh không phải là người hám đồng tiền đến như vậy đâu. Ê, các người bị cô ta che mắt hết rồi. Cô ta không trong sạch như cần mấy người nghĩ đâu. Cô nói thế là sao? Này, cô ta ấy qua đêm với đối tác để lấy tiền hoa hồng trong những phi vụ hợp tác làm ăn đấy, anh có biết không? Thật thế sao? Tôi vẫn còn giữ bằng chứng tài khoản ngân hàng của cô ta, chứng minh cô ta là người như thế nào đấy. Từ đầu tôi đã cố tình nới lỏng cho cô ta, không để ý những lỗi lầm của cô ta. Nhưng mà không biết điều, được đằng chân lên đằng đầu, được voi đòi tiên. Ỷ tôi cần cô ta quá nên là đòi hỏi. Nhưng mà con người tôi ấy, làm việc gì cũng phải có quy tắc, nên là không thể nào cho cô ta như thế được. Nhưng mà con người tôi ấy, làm việc gì cũng phải có quy tắc, không thể nào để cô ta phạm luật như thế được. Làm lãnh đạo mà cháo trở như thế thì công ty còn trông mong gì ở những con người này. Xem ra là đã đến lúc mình phải ra mặt dẹp loạn 12 sứ quân rồi.